Rồi, kênh Hai Nhái Miền Tây là xin chào hết thảy mấy anh em mà đam mê nuôi lươn, nuôi ốc nha. Hôm nay kênh Hai Nhái Miền Tây của mình là sẽ chia sẻ cho mấy anh em mình là một chút kinh nghiệm về là cái vấn đề kỹ thuật là nuôi lươn. Hôm rồi thì mình đã làm là nuôi ốc rồi anh em. À, cũng có mấy cái clip nuôi lươn nữa mà hôm nay cũng có mấy anh em hỏi hỏi mình nữa là thêm một chút vấn đề kỹ thuật nuôi lươn thì mình sẽ chia sẻ một chút con lươn đẻ như thế nào, còn con lươn mình nuôi mà bán thiên nhiên, à, nuôi theo kiểu thiên nhiên nhưng mà không có bùn nha anh em, đó cái dạng giống giống như công nghiệp mà cũng không phải công nghiệp nữa, đó cái này thì rất là dễ nuôi. Thì cũng đơn giản thôi anh em, mình tạo cái môi trường mình tạo cái môi trường đó là nó giống như tự nhiên vậy nè anh em đó. Thì muốn tạo được cái môi trường như vậy thì rất là dễ chứ cũng không gì khó, mới đầu là mình làm giá thể. Giá thể thì có nhiều anh em đó là bó tràm ha, bó tràm vô tràm lông á, bó vô ngâm, còn mình thì mình ở xứ mình thì không có tràm nha đó. Thì hiện tại thì cái hồ của mình á là mình dùng ống nhựa, ống BB đó, đó PVC đó, cái ống nhựa đó, lại như những cái chỗ mà ghe chai lông dịch đó người ta bán ở đó thì nó rẻ, cái chỗ mà người ta mua đi bán lại đó mình hỏi người ta có ống cũ không, bắt đầu mình mua thì dài lấy dài, ngắn lấy ngắn, bắt đầu mình cắt bỏ những cái đầu bể đó, đó cho bằng phẳng ha, mình cuộn cứ bó như vậy đó. Thì tùy theo anh em muốn bó nhiêu đó bó đó, muốn bó nhiêu bó kia, xong rồi bắt đầu là nhỏ nhỏ thôi, bắt đầu mình lót lót một lớp ở dưới đây nè. Hiện thời thì của mình á, cái hồ của mình lót á, khoảng chừng á, là chắc cỡ 400-500 thước ống á. Thì mỗi một một thước là một ống là một thước, có khi thì nó cũng hơi ngắn hơn chút, có khi hơi dài hơn chút, bắt đầu mình bó lại nó nhiều lắm. Mình để mình lót từ đầu này nè, mình bó 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 mình sắp sắp đều ha, sắp ngang nha anh em, mình sắp ngang vậy nè đó, sắp ngang cái hồ, sắp cho dài, xong rồi bắt đầu mình lấy lá dừa mình tủ lên, tủ lá dừa cho nhiều lên ha, xong rồi bắt đầu là mình đi bứng rán anh em đó, rán bụi á, thiếu gì mình bứng lấy đất luôn, bắt đầu mình thải vô, thải thẳng lên lá dừa luôn đó, mình thải đại lên đi, xong bắt đầu mình bơm nước vô mình ngâm đó, ngâm cỡ khoảng chừng 1 tháng mấy cho tới 2 tháng, tới khi nào mà cái môi trường của mình nó không, nước nó không còn đen nữa ha, nước nó ok ngon lành lại, trong nước lại và không còn hôi thối nữa ha, ráng trong khi đó ráng là mình thả bị bèo đồ vô, vì rau trai rồi nè anh em đó, mình thả vô đại nó như cái dũng độn này bình thường thôi đó, xong rồi bắt đầu nó sẽ là được cái tự nhiên như vậy. À, nó bắt đầu là mình hả mày thả con lươn vô mình nuôi, thì nuôi như vậy thì nó cực kỳ lẻ lớn anh em. Thì có nhiều anh em thì nuôi theo bằng cách đó là sai cá cho ăn ha đó, thì nói chung là cũng đủ thứ cách hết, thì cái đó mình không đề cập tới, bây giờ mình chỉ nói cái vậy thôi. Còn anh em nào mà muốn hướng dẫn gì thêm thì comment cho mình nha, với bình luận bên dưới. À, mình làm nó như vậy và mình nuôi rồi bắt đầu nó lớn lên thì mình muốn bán thịt thịt anh em, còn mình muốn hả là cho sinh sản anh em thì rất là dễ anh em đó, cho sinh sản thì như vậy đây nè, đây là những cái thùng mót anh em, mình chỉ đơn giản làm thùng mót thôi đó, đây thùng mót vậy thôi, thùng mót bắt đầu là mình vô đất anh em đó, đừng có cho nó chìm nha đó. Đấy, cái góc này đục đục nè là con lươn nó chung vô cái góc đó, đó là nó ở trong đây. Thì thời gian nó bắt cặp anh em, thường thường đó là nó có cặp vậy đó, là nó ở trong này. Rồi mình có thể mình nuôi xen canh nữa anh em, mình nuôi thêm cá này cá kia đủ thứ ha, con lươn nó cũng có thể ăn được nè, cá sặc rồi cá này cá kia nè đó, ốc đồ ha đó, thả vô thì những cái gì nè là nó đều có vô đây, nó ở hết trong ở trong mấy cái ụ này hết rồi anh em đó. Rồi bắt đầu là nó mắc cặp. À, có thời tiết thuận lợi á, mưa là nó lên đây nó đẻ đó. Nó đẻ theo mình á, thì theo mình nuôi á, thì mình không có bán giống lươn con đó, mình chỉ để mình nuôi lên thịt luôn, thì mình không cần phải
đem trứng vô, giờ ương trứng nè, mình để vậy cái trứng nó tự tự nở đó, nó nở xong rồi bắt đầu là nó ra đây luôn đó. Rồi bắt đầu á, mình á thì dân đặt lương, thành ra là mình nói chung thì mình không có xả hồ, mình muốn bắt thì rất là dễ anh em, muốn bắt bao nhiêu cũng được hết ở trong đây, chỉ cần là quánh cái dàn ống mình đặt xuống thôi, đặt ống như vậy nè là mình bắt được á hả, là lương đó, mình chỉ đặt ống vậy thôi đó. Cái ống của mình nè, đây đây là cái ống trúm của mình đó, dàn ống trúm của mình nè đó, thấy không? À, hôm nay á là mình không có đi đặt lương đó, hơi mệt trong người thành ra không có đi. Rồi bắt đầu á là ở nhà là quên cái chuyện mà hứa với ông anh mình là bắt cho ổng khoảng ký lương đó, ổng đặt khoảng ký lương, thì bây giờ mình không có đi đặt được thì buộc đó, hả, bây giờ mình làm cái trúng về để mình đặt vô đây để mình bắt. Rồi hồi sớm thì mình bắt rồi đó, chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi là nó vô cái ống hả, là cả mười mấy con, gần 20 con á, đặt đặt kẹo queo luôn đó. Xong rồi bắt đầu mình chỉ chiết đó, hả, là những cái con nào nhỏ đó thì mình thả qua hồ ương bên kia nữa, còn những con nào á mà lớn đủ trạng thì mình hồi nãy mình cũng cũng có bắt mấy con ở bên bển này, 2 con để rộng, lựa những con bự anh em. À, bây giờ đặt thêm vậy nữa, đây tới sáng giờ này cũng 2 giờ rồi nó, đây tới sáng tới khoảng chừng 5-6 giờ đó mình ra coi cái có vô nữa, lựa những cái con bự, còn con nhỏ thì mình để lại, thì trong đây lương lương lớn nhiều nè anh em, trộn nó lên nè anh em. Đây nó dàn ôm luôn, bự chảng luôn anh em, mà sao con này nó không chịu vô đằng kia nữa, nó vô ống. Đây, cái dàn ống của mình đặt ở dưới đây thấy mờ mờ nè anh em đó, đó hang có thấy thấy mờ 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 đó, cái ống đó là ống rất là nhiều ở dưới đây, mình muốn bắt cũng rất đơn giản, mình chỉ lấy cái ống đó mình bịt một đầu lại dở lên thôi là nó sẽ bắt được anh em, nhưng mà dễ làm động, thành ra là động ở dưới là nó dơ nước lên đó. Nó mình sợ ảnh hưởng thành ra là mình không 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 có bắt bằng cách đó. Với ống mình cuột xà nẹo ở dưới á, cuột bó bó lại á, lấy lên cũng khó, nó dính rễ cây đồ nhiều nè đó, thành ra là mình chơi mình đặt như vậy đó. Bên đây cũng có 3 cái ụ nữa nè anh em đó, là nó đều đẻ được hết rồi, trong đây nó quần ổ, ở trong đây bữa nó đẻ nay nở đi ra hết đó. Cái này mình trồng rau đắng anh em, tiện lợi luôn ha, mình ăn được luôn đó. À, lương hồi nãy là lương của mình nay đủ trạng hết rồi đó, thì ồ bên đây có nữa nè anh em, đấy nó lên cái đầu nó. Xa quá là không không, đây con nữa nè, ồ rồi thục rồi. À, cái hồ của mình ở đây thì nhiều lắm, hồ của mình là khoảng tính cho thời điểm bây giờ chắc cũng tầm cỡ kẻ kẻ gần 2.000 con lươn rồi đó. Đó, tính nhỏ lớn luôn là khoảng gần 2.000 con, có nhỏ có lớn, đủ trạng hết, tại vì mình đặt á, là mấy năm mà mình về mình thả vô đây này cái nuôi đó, mình không không có chiết một lượt ra để mình bán, mình sợ hư môi trường á, nó có nhỏ có lớn thì sợ hư, thành ra là cứ mình chiết, muốn bán nhiều thì chỉ cần hả đặt 10 cái ống đi xuống đây thôi là cỡ khoảng chừng 2 ngày 3 ngày là mình đặt lấy ra hết được hết. Ở đây thì mình không có bán mối lớn nha, mình chỉ bán chợ thôi đó, chứ không có bán mối lớn, còn có khi khoảng 5-10 kg thì được, 5-10 kg lương người ta đặt mình vậy đó thì mình lấy. À, hồi nãy mình ông anh mình đặt mình nè, à, chiều quên. À, để mình lấy lên cho anh em coi. Đây. Gỡ một tay nó hơi khó anh em. Rồi dùng cái miệng luôn. Đây. Đấy anh em nó lương mình này. Đấy.
một cặp này thì nó có là hả ngoài ký rồi anh em. Đó, ngoài ký rồi. Tại vì cái con bự đó đó, cái con bự nhất đó ha, cái con bự hồi nãy là mình cân nó được 800 gram rồi. Còn cái con nhỏ đó là 450 gram, chứ nó chưa tới nửa ký. Đấy. Thì nó cũng ngoài ký rồi. Đó. Để sáng nay là mình giao cho ông anh mình, tại lỡ hứa mà không có đi đặt. Đây, bây giờ mình cuột lại đây, cái gì cũng một tay thôi. Đó. Nó có sảy thì nó cũng chỉ ở trong hồ này thôi. Mình bắt bên kia qua bên đây là cái hồ ốc con này, anh em. Đó. Rộng rộng trong đây luôn. Đấy. Rồi bỏ đây đi. Đó. Thì nuôi lươn này nói chung là cực kỳ đơn giản anh em, chứ nó cũng không có khó khăn gì mấy. Đó. Thì hổm gài bây giờ là đúng ra là giờ ngủ rồi đó anh em, nhưng mà đam mê mà gọ gài ngủ không được. Đó. Giờ này là 2 giờ khuya, mấy anh em thấy nhiệt tình để làm clip cho mấy anh em coi chơi luôn. Đó. Anh em nào mà thấy clip thì coi được thì nhớ đăng ký kênh nha anh em, để đón những cái clip của hai nhái miền Tây nữa ha. Rồi những cái kỹ thuật chuyên sâu nữa thì mình không có nói ở trên đây. Anh em nào mà muốn nuôi thì Zalo cho mình. Số điện thoại của mình đó là 0971 3199 64. À, rồi Zalo một cái thì anh em muốn hỏi gì đó thì cứ ok hết, gọi điện mình sẽ trả lời trực tiếp và hướng dẫn trực tiếp cho anh em nuôi. Đó. Ốc cũng được và lươn cũng được. Lươn này thì kỹ thuật lươn này thì mình nuôi được là tính tới nay thì cũng 4-5 năm rồi anh em. Đó, còn ốc đó. Ốc thì cũng kẹ kẹ cỡ đó luôn. Đó, chứ cũng không không có dưới thời gian đó, tại vì ốc với lươn này mình nuôi cũng kẹ kẹ thời gian là một lượt. Con lươn này nuôi trước chắc cỡ khoảng nửa năm lươn á, ốc bắt đầu mình mới nuôi sau, mình kiểu chen vô mình nuôi. Đó. Ốc thì bây giờ mình lấy ngắn nuôi dài anh em. Đó. Con ốc mình bán được, mà trong đây thì nếu như mà có cái con ốc á là rất lợi hại nha anh em. Đó. Cái hồ của mình á, nó muốn thúi cũng con ốc mình chết á, muốn thúi cũng rất là khó anh em, tại vì con lươn nó ăn, có khi nó ăn luôn con ốc sống của mình nữa, chứ không phải là nó ăn ốc chết không đâu. Thì có nhiều lúc á, ốc chết ở trong trong hồ mình á, nó chết á là nó thúi mà nó nằm ở dưới á, là mình đâu có xử lý được và mình cũng không lấy lên được á. Cái nước của mình rất là dễ hư ha, nó sanh ra là nó chết hàng loạt ốc luôn. Nhưng mà có con lươn này cũng cực kỳ hay ở chỗ là nó tuy nó ở sạch nhưng mà nó ăn dơ, con lươn ăn dơ đó. Nó ăn những cái đồ thúi rồi nó ăn được à, nó ăn sạch bông hết, có nghĩa là con ốc chưa kịp thúi là nó ăn rồi, chết xuống chìm xuống là nó ăn rồi đó, cực kỳ hay anh em. Nếu anh em mà nuôi lươn theo kiểu của mình nè, nếu như mà có ốc á nên bỏ ốc vô để nuôi chung kèm với nó ốc à, như ốc Pháp cũng được, hoặc là có ốc bu á, hả đen da láng nè mình nuôi cũng được đó, ốc nhồi đó nuôi luôn cũng được, thì mình lấy ngắn nuôi dài cũng được anh em, kết hợp đó. Chứ mình đừng có nuôi một thứ. Đó. Rồi, thôi chào hết thảy mấy anh em mình nha. Rồi mình sẽ rảnh rỗi và mình sẽ làm tiếp cho mấy anh em mình. Rồi quên nữa, dịch Covid nay là nó tràn lan nữa rồi anh em. Ngày nào cũng thấy thông tin ghê quá. Anh em nhớ cẩn thận nha. Với hả là mình ráng làm sao giãn cách xã hội ha, cách ly, hạn chế rồi ha. Để nhiễm vô chứ này nhiễm là chết đó. Rất là nguy hiểm. Rồi chào mấy anh em luôn nha.